Bram sầm nua, plap đô chi vật. Miếng mà nô chán này, ru nơi không phiệp vơi vồn, chiều mùi nâng phiệp mình chẳng lo sầm rạp chi vật khuôn anh. Bố kê ban chồng này, bê về lia mình chóng cô đáy. Nâng chết tay bằng đạt bằng đào khuôn, vì mùi tháng ngày tờ mùi tháng ngày đòi mình sầm rạch ban ở vầy. Đà chiều mô tàn nạp phiệp sầm rạp chi vật mùi nì nụ tì. Hải viết có chiều mùi là hẹt mùi đè ruôn chán, mà nút mùi chùm nuốn. Rư bông ôn dân khá, thật lẽ tờ khăn sẽ thà nạp phiệp bạc tật chật nâng cái đây ở sân khẩm phong đá. Hẹt ngay nít nâng xung can đà rá, nâng lược bằng hàng nư pram sùm núa, đại bông ôn trời xua mà can khuôn anh rõ thật ngay. Hải viết nâng chui ai chỉ vật dân plap đô sơ tay mùi rồi bạch sập đề kể. Đồng nọ sài ai chí bơ cam, tam bà bọn bà chạy cao vị trí trên mô kì, chỉ mùi nâng bí dạy vay sơ. Xem nua tim mũi ta khiom chọn khơi khuôn ai nơi chồng nọt ná nông rồi dạ pe pram chnam từ đập chnam khẳng một mình tên tớ đồng nào chỉ vượt đã ắt cô đau priệp đôi chữ tụ nơi cần đà tuần lê rư co cần đà maha sa cơ rơ co trai bùng khơi rê ria tớ tam cổng lắng cho bọ bọc nơi tật rờ lơ bần đào tam nhị tha cảm việc bắt chia sầm khán này đại dương trời đăng pi cần lại rư chồng nọt đại dương nâng sự thật nơi nông rồi dạ pe nà mũi sầm nô ni ác nôm dương từ căn ca sầm rạch đây sầm ấy rửa với đa chưa bầm nôn prathna rồi bỏ dương ban dạng phật prakot nà pe đài dương trong khơi khuôn ai nơi chủng nội nà muối không rồi dạ pe pram cho nằm rửa đọc cho nằm mình tốt viên nâng chủng run ở dương riệp trong pha nà ca sơ ca một hiệp lợi lõn nâng đã cô đau dạng cho bát luộc nông ca sầm rạch rồi với đài dương trong bàn sầm nô ti pì ta khiom nâng nơi chủng nội nà không rồi dạ pe pram từ đọc cho nằm tiệt rồi sơn bạc khiom nơi tại bản tỏ sự cảm phiệp đối ngày này. Albert Einstein ban này dạy tha vía chỉ riêng chút lọc bằng phốt đài mình đúc thua sự cảm phiệp đòi đài hai bản thân trong bàn là tập hợp sinh. Ta sự cảm phiệp rốt ngay rồi bỏ dương mình lạc khả nạ bạp ná. Ta vía ai đất nôn dương từ ca nào vây đài dương trong bàn không được dạ về chạy lạ nạ môi đài rỉ tế. Dương trời xua khuôn ai nào vây đài dương còn bông thua. Nên thân ngay này, ta vía trông trời xùm rạp cô đài rồi bỏ dương đài rỉ tế. Dương trời đăng tha sự cảm phiệp phép rưu tổng vơ đại dương bộ rạch nơi phê bạch chế bón cư chia cả ta này có đa chừng ôl bằng hàng vì lất tập hóa đại dương nâng từ tuộc bàn không bè nạ cụt xâm nua tí bầy ta vây chia hạt phó rồi bọc nhầm vài bộ sân bà dương chong xâm rõ tùm ngôn hạt vây bàn chia dương chong xâm rõ tùm ngôn bộ sân bà dương chong khai chia CEO rưu có nơi dụ bộ tập bạch nơi khổ nông sơ tháp bàn nè mùi ta hạt vây đại dương chong dương trai ra lại khơi bị bóc bỏ hết rư mù là hết đại bản đá ở dương biên cái đây sụp bắn nung rư trong sầm rạch ở vầy mùi trai xua sầm nối đi mà can khuôn ai nhỏ bàn tràn đông can tài tràn can tài lộ rô đầm ná ở tờ can cô đau rồng mê anh tay bơ bà tê nơi bàn hà chữ tràn bà dân bà dương bùng miên hai po rông môn sầm rạch chia cầm lắng chùm ruộng dương tê nút dương nâng chắp không ca bóc bóng này hà dương cô mình đơn tha thua vía đầm bè vầy nụ đại sầm nua tị buồn ta vầy đại khiom rịch đi nâng o côn xùm rạp nâng trong chỉ vật muối dương ba nâng cổng bông chia dương rớt rạ ở bàn tràn trong bàn ca nghe đài lộ chiêng pê bà chữ bon miền tè thôm chiêng môn miền lan tùm đợp chi bố cứ thua dạng ná ao chỉ vật miền lạ khả nạ lộ bà xa chiêng pê nỉ tại tôi chưa dạng ná còn đời vì trong bạch nông ca bó chúng hiên tớ mục nâng đăng côn trong bố ở vầy đại dương miền ca đăng côn mần mến miền đây tha dương cua tại miền ca pinh chật nâng chụp chia dương thua chỉ vật bà dương bà xa lang nụ tì tôi thở vấn vì ở miền này thả dương cua tại miền sẽ đây trai ông nâng phân chất chỉ môi ở với đại dương miền sắp thành dương bà hai chỉ mẹ ở rộm tha lan rồi bà dương cha hai dương chọn bà đồ thầm mấy còn ta cho dương kỳ lệch mưa mà nụ xinh tiệt bố kê môi chùm nuôn bà nâng cổng phông răng prang rập rạc đầm bầy ai tên con môi chi ta bằng nó hai cổng miền này khá tiết răng prang rưu co bà thân miền sau có phiếp lõ khả nạ phê nhưng bộ kê còn phong kênh xâm rã nơi mình tìm phép mình ai xông bây tạch đá. Cả đăng côn cư chưa cần lưu nơi sắp hẹp đăng côn môi không chỉ vấn. Chúng mới nên đi đáy tam ca sao chưa có bàn bằng hành tham mình nụ đáy. Ản ở quạt cả đăng côn miên tùm nô tờ rợp phiếp chưa chế ai kênh lụa xúa nâng mẹ rõm lộ. Cả đăng côn có nâng cắt bằng thoi áo cả nơi ca bà châu mục nâng phía tan tân nâng ca thọc à rõm bàn đáy. Cả số khuôn anh nơi sủng đuôn đi nâng bắt đó là dương nơi phiếp sô tệ thị này dùng môi cùng rật hơi vừa ở dương dô tha chỉ vừa bà dương mình ạc rõ đôi đại dương kết
ត្តនោះទេសំណួរទី5ដែលបងប្អូនគួរតែសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរនោះគឺតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសាកស្រមៃថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងនៅលើភពផែនដីនេះតើយើងនឹងចំណាយពេលវេលាដែលយើងនៅសល់អង្គុយលេង Facebook ឬមើលកម្មវិធីដែលគ្មានប្រយោជន៍នៅលើទូរទស្សន៍ទេប្រហែលជាមិនមែនទេទៅទៅវិញយើងប្រហែលជានឹងជួបមិត្តម្នាក់ដែលយើងចង់ជួបចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារឬទៅផ្សងព្រេងនៅកន្លែងមួយដែលយើងប្រាថ្នាចង់ទៅជាទីបំផុតប៉ះសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍លើអារម្មណ៍ពិសេសអារម្មណ៍លើសពីមនោសញ្ចេតនាធម្មតាយើងប្រហែលជាអាចនឹងទៅប្រាប់ពួកគេយើងនឹងមិនខ្វល់អំពីការបដិសេធព្រោះយើងមានពេលវេលារស់នៅតែ 2-3 ម៉ោងទៀតតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាពេលណាពួកយើងត្រូវលាចាកឬក៏លែងមានវត្តមាននៅលើភពផែនដីនេះទេនេះមានន័យថាថ្ងៃនេះអាចជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងនៅលើភពផែនដីហើយអ្វីបានជាខ្ជះខ្ជាយវាធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ឧបមាថានេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈប់ពន្យាពេលណាទៅលើរឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងយើងតែងតែសម័យចង់ធ្វើរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យដែលបានលាក់ទុកកប់នៅក្នុងជំរឿចិត្តជាយូរណាស់មកហើយមែនទេហើយអ្វីបានជាយើងមិនធ្វើវាឥឡូវនេះទាំងដែលយើងមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកឬសេចក្តីស្លាប់មួយណាចូលមកក្នុងជីវិតយើងមុនទេមែនតើទៅជីវិតមានគុណតម្លៃច្រើនជាងការដែលគ្រាន់តែធ្វើការដើម្បីតែបងបំណុលឬក៏ដើម្បីតែទទួលបានរបស់ណាខាងក្រៅខ្លួនដែលយើងចង់បានប៉ះសិនបើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងនៅលើភពផែនដីនេះយើងអាចនឹងមិនគ្រាន់តែក្រោកពីគេងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាចង់ធ្វើវាជាទីបំផុតហើយត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលរំលងការងារប្រចាំថ្ងៃដែលយើងធ្វើនោះទេប៉ុន្តែយើងគួរតែរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើផងហើយកំទុកជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតព្រោះអនាគតជារឿងស្រពេចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នោះទេផ្ទុយទៅវិញចូលរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាតែមួយគត់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងវីដេអូនេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា5សំណួរនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃភាពរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនហើយក៏ដូចជានាំជីវិតរបស់បងប្អូនទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតដោយរស់នៅដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងពោពេញទៅដោយធម៌ពលអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងតាមដានស្ដាប់នៅរាល់វីដេអូរបស់ Business Cambodia ជួបអ្នកខ្ញុំកាន់តារាម្ដងទៀតនៅវីដេអូបន្តហេសួស្តីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីរាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business